Có mấy cái điểm mà chúng tôi cho rằng là dịch nó diễn biến phức tạp hơn. Vấn đề thứ nhất, đồng thời cùng một lúc xuất hiện các ổ dịch tại Vĩnh Phúc, thế rồi tại Đà Nẵng và xuất hiện tại một số các địa phương khác nữa. Cái điểm thứ hai là nó có rất là nhiều những cái nguồn lây nhiễm. Cái nguồn lây nhiễm từ những cái chuyên gia nhập cảnh vào trong quá trình cách ly thực hiện chưa nghiêm. Thế nguồn lây nhiễm thứ hai là bản thân trong cộng đồng cũng đã có xuất hiện những cái trường hợp lây nhiễm và vì vậy làm lây vào trong cái bệnh viện và từ bệnh viện lại lây trở lại đối với cộng đồng. Và cái điểm thứ ba là cái chủng lây nhiễm lần này nó khác hơn so với lần trước, là chủng chủ yếu là của Ấn Độ với một cái đột biến kép làm tăng cái khả năng lây nhiễm lên rất là nhiều lần. Và như chỉ đạo của Ban Bí thư là làm sao để huy động được toàn bộ hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn dân và toàn quân tham gia vào công tác này và huy động mọi người dân tham gia vào cái vấn đề về phòng chống dịch của chúng ta. Vấn đề thứ hai là chúng ta triển khai tất cả các biện pháp theo nguyên tắc là vừa phát hiện, ngăn chặn, cách ly, dập dịch một cách hiệu quả và sớm ổn định lại cái tình hình. Vấn đề thứ ba là chúng ta triển khai tất cả các biện pháp về mặt chuyên môn kỹ thuật, vấn đề về xét nghiệm, vấn đề về việc mà chúng ta thực hiện cái việc điều trị và hình thành nên tất cả các hệ thống điều trị và thông tin truyền thông để làm sao đối với người dân vừa hiểu, vừa hợp tác và vừa hỗ trợ đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa Bộ trưởng, điều mà chúng ta lo lắng bấy lâu nay đó chính là dịch COVID-19 xâm nhập vào các bệnh viện hiện nay và với cái tốc độ lây lan rất là phức tạp. Như vậy thì Bộ Y tế đã chỉ đạo cho các địa phương cần phải làm như thế nào để có thể ngăn chặn cái làn sóng dịch này xâm nhập vào các bệnh viện ạ? Chúng tôi đã yêu cầu đối với tất cả các bệnh viện phải tiến hành xét nghiệm sàng lọc một cách định kỳ đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Và đặc biệt là tăng tần suất xét nghiệm ở một số những cái khu vực có nguy cơ cao, ví dụ như là khu hồi sức cấp cứu hay là những cái khu chạy thận nhân tạo. Thế rồi vấn đề thứ hai là chỉ cho ra bệnh viện hoặc chuyển tuyến khi có kết quả xét nghiệm về âm tính. Đấy, và khi chuyển ra ngoài như vậy thì phải có báo cáo cho cơ quan chính quyền địa phương nơi mà bệnh nhân đón tiếp bệnh nhân thì để làm sao chúng ta tiếp tục theo dõi giám sát tại nhà. Và để khi có cái tình huống gì xảy ra thì chúng ta kịp thời có cái khoanh vùng và cách ly ngay. Đối với tất cả các tỉnh thành phố mặc dù chưa có ca phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng là phải nâng mức báo động lên ở mức độ cao. Và vấn đề thứ hai là phải coi như là địa phương đó đã có dịch để triển khai tất cả các biện pháp về phòng chống dịch bệnh. Qua thời gian qua sau khi trao đổi và cũng như là căn cứ trên một cái thực tiễn và có những cái biến chủng kép như vậy thì Bộ Y tế đã quyết định kéo dài cái thời gian cách ly lên 21 ngày tập trung. Chúng ta phải thực hiện rất là nghiêm các hướng dẫn trong cái khu vực cách ly đó. Thì để đảm bảo rằng là không có một cái tình trạng lây nhiễm trong cái khu vực cách ly. Dân xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.